trồng, đánh bắt thủy sản truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm nay. Không gian cộng đồng làng biển luôn hiện hữu rõ nét giữa phố biển Nha Trang, kể cả trong mùa biển động. Nguồn hải sản nuôi trồng, đánh bắt gần bờ được bà con ngư dân bày bán tại những giỏ cá tạm ngay bên chân sóng. Cho thành phố Nha Trang và các tỉnh lân cận. Bến tàu luôn tấp nập ghe thuyền lớn nhỏ. Dịch vụ hậu cần nghề cá giản đơn vẫn được bà con duy trì. Nét văn hóa, mưu sinh đậm chất làng biển luôn hiện hữu mỗi ngày ở Vĩnh Lương. Để mỗi du khách khi đến với Nha Trang đều tìm đến đây, trải nghiệm không gian nghề biển truyền thống bên cạnh phố biển Nha Trang hiện đại, cơ sở hạ tầng du lịch. Sinh sống tại đây chủ yếu là đánh bắt hải sản, thu mua vô gần bờ thôi chứ cũng không xe sáng là tập kết ở này là thu mua rồi cung cấp những cái mặt hàng màu mỡ cho bà con, là nuôi trồng thủy sản. Bà con như hạn như ở đây mỗi chiếc tàu như vậy thì hàng tháng họ cũng nói chung là nguồn thu cũng ổn định. Những làng biển hiện hữu là một phần không thể thiếu của thành phố Nha Trang. Dấu ấn làng chài vẫn còn đâu đó trong những cái tên như Đường Đệ, Ba Làng, Hà Tra, Xóm Bóng. Những làng biển nằm ngay trong lòng thành phố, san sát với những tòa nhà cao tầng. Ở đây, cuộc sống của người dân vẫn luôn gắn với biển để cung ứng nguồn thủy hải sản dồi dào cho thành phố, thu hút hơn 8 triệu du khách mỗi năm. Tôi ở bên Pháp năm về một lần, đi vòng vòng thấy họ bán hải sản đâu rồi. Hải sản buổi sáng thì sớm thì đầu kia mấy người trên thuyền nó mang lên, tôi hay gặp cái đó họ bán tại chỗ luôn. Người Nha Trang biết làm đồ hải sản ngon lắm, hải sản tươi vậy đấy. Nếu mà mua đồ hải sản thì mua buổi sáng lúc mà người ta mới bắt, mua tại cảng. Lúc buổi sáng nó rẻ với nó tươi khá là ngon. Cảm giác nó gần gũi với lại nó cũng thể hiện được một phần nào đó là một phần của Nha Trang nữa. Kiểu tới đây thì nó kiểu nhìn mọi người hoạt động được thấy cũng ấm áp. Du lịch quanh năm. Những con phố ẩm thực mang hương vị đặc trưng của phố biển luôn sáng đèn phục vụ du khách, kể cả trong giai đoạn du lịch mùa đông thấp điểm. Đối với cái hải sản thì đặc thật sự là một cái điều mà nhất định là đến Nha Trang mình phải thử. Và hơn nữa là khi mà mình muốn ăn được cái món hải sản ngon á thì mình phải đến đúng chỗ. Khánh Hòa thì nổi bật về du lịch nè, về phong cảnh nè, về hải sản nè, tất cả các loại hải sản. Em thích nhất là tôm, ghẹ, và ở đây thì những món ăn như là tôm rất là to, ghẹ rất là ngon, rất là tươi.
em đã ăn nãy giờ. Và em cảm thấy là kể cả là vị nước chấm cũng rất là đặc biệt. Có thể là nó làm một cái nét đặc trưng riêng của quán. Vì vậy là em cảm thấy là rất là hài lòng khi là đến đây. Người dân ở đây thường nói, bước tới là biển, bước lui là phố. Bên cạnh sự nhộn nhịp của phố, thì những hoạt động đánh bắt giản đơn vẫn được gìn giữ qua bao thế hệ, tạo thêm sức lôi cuốn cho du khách từ những công việc bình dị mỗi ngày của người dân phố biển Nha Trang. Nha Trang về đêm luôn có nhiều dịch vụ để giới thiệu ẩm thực làng biển đến với du khách. Những sản phẩm tươi ngon của vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa được các nhà hàng lựa chọn để giới thiệu đến du khách. Ở đây, họ có thể thoải mái lựa chọn những loại thủy sản ưa thích và tự tay nấu nướng theo cách giản đơn để giữ được hương vị đặc trưng của các loại tôm, cá vừa được đánh bắt trong ngày. Ở Nha Trang thì nổi tiếng là các loại hải sản tươi ngon và có các cảng biển lớn, cho nên là em thấy thực phẩm ở đây là được chuyển trực tiếp từ các cảng về, cho nên là khá là tươi ngon và giữ được hương vị từ lúc mà đánh bắt cho tới khi tới nhà hàng. Đêm Nha Trang không ồn ào, náo nhiệt. Nhưng những phố ẩm thực làng biển luôn tấp nập du khách. Họ đến đây không chỉ thưởng thức các món hấp dẫn từ biển, mà còn để trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của những làng biển trong lòng phố đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ở cửa sông Nha Trang, từ đêm đến sáng, vẫn luôn có những ngư dân gắn với biển, gắn bó với nghề truyền thống của cha ông bao đời.